Sáng ngày 23 tháng 4, tại nhà văn hóa xã, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã An Sơn long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Ngọc Khánh, chủ tịch liên minh hợp tác xã thành phố, đại diện lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, bí thư tri bộ, trưởng các thôn, trưởng ban công tác mặt trận, cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng 205 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.350 thành viên hợp tác xã. Tại đại hội, các đồng chí lãnh đạo xã, các ban ngành đoàn thể xã đã tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã An Sơn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2023 là nhiệm kỳ thứ hai Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã An Sơn hoạt động theo mô hình chuyển đổi theo luật Hợp tác xã 2012 trong bối cảnh chung có không ít khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương cùng với sự đoàn kết quyết tâm cao của hội đồng quản trị hợp tác xã và các thành viên đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để duy trì và phát triển tốt các ngành nghề dịch vụ tạo công an việc làm cho người lao động sản xuất kinh doanh các ngành đạt hiệu quả cao Hợp tác xã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành dịch vụ cung cấp điện, nước sạch sinh hoạt đến người dân, sản xuất nông nghiệp tại địa bàn, đảm bảo tốt các khâu dịch vụ hỗ trợ thành viên như thủy lợi nội đồng, làm đất đến gặt đập liên hoàn, dịch vụ bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Nhiệm kỳ 2019-2023, tổng doanh thu hợp tác xã đạt hơn 73,3 tỷ đồng trừ chi phí cho sản xuất, còn dư lãi trước thuế là 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã luôn quan tâm xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của thành viên, thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, quản lý sử dụng tài sản và vốn quỹ của hợp tác xã tốt. Cơ sở vật chất tăng cường, một số ngành nghề phát triển, đời sống các thành viên hợp tác xã nâng lên rõ nét, tạo tiền đề quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Nông thôn bền vững, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã An Sơn đã được Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua và bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp An Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2024-2029, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã An Sơn cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng kinh tế hạ tầng phát triển đa ngành đa lĩnh vực ổn định bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua nêu gương nhân rộng các điển hình tiên tiến chủ động đổi mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý điều hành nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ dịch vụ trọng tâm là năm khâu dịch vụ có lãi giảm hao phí dịch vụ điện khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua để hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã An Sơn sẽ tiếp tục vươn lên không ngừng đổi mới và phát triển, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã nhà, xứng đáng với niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Sơn. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã An Sơn nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 đồng chí và bầu Ban Kiểm soát Hợp tác xã gồm 2 đồng chí. Tại đại hội đã bầu trực tiếp chức danh chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã, đồng chí Vũ Hồng Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã An Sơn nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã An Sơn đã tặng quà tri ân các đồng chí nguyên chủ nhiệm giám đốc hợp tác xã qua các thời kỳ và biểu dương khen thưởng 15 tập thể và 43 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng hợp tác xã nhiệm kỳ 2019-2023.